quá, nó chạy từ cái thành phần hồ sơ tới các tính điểm. Trong 70 điểm này thì nó có hai tiêu chí có điểm liệt, hai tiêu chí có điểm liệt. Ở đây nó có ba tiêu chí thành phần, cái thứ nhất là tính mới, tính sáng tạo, cái thứ hai là cái khả năng áp dụng, cái thứ ba là hiệu quả. Thì cái tiêu chí thành phần cái thứ nhất và cái thứ ba là có điểm liệt. Có điểm liệt thì chúng ta tính như thế này, đối với tiêu chí thứ nhất tính mới và tính sáng tạo đó, mà nếu mà chúng ta chấm mà dưới 15 điểm là coi như điểm liệt không đạt. Cho dù là tổng cái điểm trung bình nó có trên 70 đi nữa, nhưng mà nếu tiêu chí này mà dưới 15 điểm là coi như không đạt. Cho nên bấm vào cái bảng này, ở đây tôi có cái bài chấm điểm của mình nó như thế này các anh chị. Nếu mà cái nội dung của cái sáng kiến của chúng ta, nếu mà cái tính mới cũng sáng tạo của chúng ta mà chúng ta chấm ở cái mục mà 1.4 đó, từ 1.4 đến 1.5 là chấm ở cái khoảng mà ở đây 1.4 là có cải tiến so với cái giải pháp ở mức độ ít là 1-15 điểm. Nếu mà chúng ta chấm những khung này thì coi như là bị lên sáng kiến nó không đạt, cho dù tổng điểm mà nó có trên 70 điểm thì cũng không đạt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tiêu chí thành phần thứ ba, cái số lượng tiêu chí thành phần thứ ba là hiệu quả của giải pháp. Thì hiệu quả của giải pháp thì chúng ta tính hiệu quả của giải pháp trên hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là hiệu quả về mức độ kinh tế, cái khía cạnh thứ hai là về xã hội hoặc là vừa kinh tế vừa xã hội. Tại vì chúng ta có một số giải pháp mà chúng ta không có thể đo lường được về mặt kinh tế, mình chỉ có thể đo lường về mức độ xã hội thôi. Hoặc là có những cái giải pháp là vừa có đóng góp về mặt kinh tế vừa có đóng góp về mặt xã hội, thì chúng ta sẽ tính cái điểm chỗ này. Thì cái chỗ này là chúng ta có 40 điểm, nhưng mà tiêu chí thành phần này là có điểm gì? Nếu mà trong cái tiêu chí thành phần về tính hiệu quả này mà chấm dưới 20 điểm thì coi như là gì? Là không được công nhận sáng kiến. Các anh chị lưu ý sau này chúng ta tổ chức hội đồng, cái tiêu chí thành phần thứ ba này mà rơi vào cái 3.3, mà rơi vào 3.3 thì nó từ 1-20 điểm, mà nếu mà chúng ta chấm chỗ này 19 điểm là coi như là sáng kiến không đạt. Nếu mà chúng ta chấm chỗ 3.3 này chúng ta chấm 20 thì ok, còn nếu mà chúng ta trong cái khoảng từ 11-20 này mà chúng ta chấm 19 là coi như là sáng kiến không đạt. Còn đối với cái tiêu chí thành phần thứ hai á, thì cái tiêu chí thành phần thứ hai này á, thì 30 điểm tổng, nhưng mà chúng ta không có điểm liệt. Cái này có thể là chúng ta khả năng áp dụng nó trong ngoài tỉnh hoặc là trên địa bàn trong ngành gì đó thì chúng ta chấm như chấm. Nhưng mà nếu mà cái tiêu chí thành phần này mà cùng với hai cái tiêu chí kia mà cộng lại là dưới 70 điểm là coi như không đạt. Các anh chị lưu ý, nếu mà một cái hội đồng của chúng ta đó mà chấm còn khoảng 60 điểm thì các anh chị còn lại là gánh cộng lương, gánh cộng lương mới được 70 điểm. Cho nên là trong quá trình chấm là cũng như là chúng ta công khai minh bạch nhưng mà hết sức tập trung để thôi. Là đây là trong cái phần mà cái phiếu này thì nó được Sở Khoa Công nghệ ban hành tại hướng dẫn 1.4.2.6 thì nó có đầy đủ hết cái phần hướng dẫn này. Các anh chị lưu ý là khi mà trong cái thành viên hội đồng của chúng ta là có 7 người đó, thì cái khoảng cách chấm điểm của từng thành viên là không được chênh lệch quá 10 điểm. Cái này các anh chị lưu ý. Ví dụ tôi là chủ tịch hội đồng, tôi chấm cái giải pháp này là 75 điểm, anh kia anh là thành viên của hội đồng mà anh chấm cái giải pháp này có 55 điểm thì coi như cái giải pháp này cũng không đạt. Cho nên là các anh chị hết sức lưu ý cái cách tránh sau này là nó rất là chặt.